Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thầy tiếp tục giải đáp câu hỏi một số các cái bài toán về hàm số trong chương trình toán lớp 10. Ở đây có 3 bài này. Bài 3 tìm A và B để đường thẳng D y bằng AX cộng B đi qua điểm A có tọa độ là âm 4, 3 và song song với đường thẳng D phải có phương trình là y bằng trừ 3X cộng 3. Bài 4 cho hàm số y bằng x bình phương cộng với bx cộng c, xác định các hệ số b và c, biết đồ thị hàm số có trục đối xứng là x bằng 2 và đi qua điểm m tọa độ là 0,3. Bài số 5, xét tính chẵn lẻ của hàm số sau: y bằng trị đối của x mũ 3 cộng 1 trừ đi trị đối của x mũ 3 trừ 1 trên x bình cộng 2. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là từng bài một nhá. Chúng ta ghi lời giải này. Đầu tiên là bài số 3 trước này. Bài số 3 là thầy cho biết là ở đây bài cho biết là D phương trình là y bằng AX cộng B và điểm A có tọa độ là âm 4, 3 và đường thẳng D phải có phương trình là y bằng trừ 3X cộng 3. À, bây giờ chúng ta giải như sau. Chúng ta bắt xác định A và B. Tìm A và B đúng không? Đấy, để tìm nha. Chúng ta dựa vào từng điều kiện một. Điều kiện thứ nhất là D song song với D phải. Điều kiện số 2 là D đi qua A. Bây giờ chúng ta đánh dấu cộng thứ nhất. Vì D song song với D phải suy ra. Chúng ta thấy đây này. Hệ số A này phải bằng hệ số A phải bên đằng này, có nghĩa là A phải là bằng âm 3. Ngoài ra ta cần cần cái hệ số tự do B này khác cái hệ số, số tự do bên đằng này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà 3 này cái hệ số B này lại bằng hệ số B phải là bằng 3 bên đằng này thì lập tức D và D phải lại trùng nhau mất rồi, không còn gọi là song song nữa. Và đến đây ta sẽ suy ra D sẽ phải có dạng ta thay A bằng âm 3 vào đây. Và đây đây, vậy thì D có dạng là y bằng âm 3x cộng B. Mong đơn ra B phải khác đây này, khác 3 đây này. Đấy, khác 3. Đây là cái điều kiện D song song với D phải. Chúng ta đã vận dụng xong. Cái phần này là chúng ta được học ở lớp 9 cũng làm nhiều rồi. Bây giờ lớp 10 để ôn lại, mở rộng và nâng cao hơn. Còn cái bài này thì vẫn là thuộc cơ bản thôi, còn nó là thầy cũng không nói nhiều lý thuyết nữa. Thì chúng ta nhớ là cái hàm số có dạng y bằng a cộng b này, còn đây là y bằng a phải x cộng b phải này, có đồ thị lần lượt là d và d phải. Nếu như song song tức là a bằng a phải và b khác b phải, bạn nhớ như thế. Rồi bây giờ là thầy đã tìm được a là bằng âm 3 rồi. Đây cái chân âm 3 nhá, đây cái chân cái a này. À, tìm được cái A bằng âm 3 thì rồi, để đây đấy nha. Để cho chúng ta kết luận. Bây giờ chúng ta lại áp dụng nốt cái giả thiết nữa là gì? Là cái đường thẳng D này nó đi qua cái điểm A có tọa độ là âm 4, 3. Đấy, ta lại nói vì D đi qua, thì viết ra tắt thôi nha, qua cái điểm A có tọa độ âm 4, 3. Vậy thì khi D đi qua điểm A này thì nó phải thỏa mãn thôi đúng không? Vậy ta thay cái tọa độ điểm A này vào cái chỉ đường thẳng D này. Y này ta thay bằng số 3 bằng trừ 3 nhân x thay bằng số này là âm 4 đúng không? Âm 4 cộng với B. Đấy. 3 này thay vào Y này. Âm 4 này thay vào X. Vậy thì đến đây ta sẽ tìm được 3 sẽ là bằng âm 3 nhân âm 4 bằng 12 cộng B. Thì rõ ràng ta sẽ tìm được B sẽ là bằng 3 trừ đi 12 thì bằng âm 9. Đấy. Vậy thì ta tìm được B đi rồi. Đúng chưa? Vậy thì ta có thể suy ra được B như thế này. Y bằng, à đây là âm 3x
cộng b. B này, cái này là thỏa mãn nhá, cái này là thỏa mãn, b là khác ba đi rồi bằng âm 9. Cộng b đây là b là âm 9, vậy thì ta có thể viết là cộng b âm 9 tức là bằng gì? Trừ đi 9. Đấy. Nhưng ở đây người ta không bắt các bạn phải viết công trình đường thẳng d đâu. Người ta chỉ bảo tìm a và b thôi. Vậy chúng ta trả lời a và b nhá. Vậy thì a sẽ phải bằng với nhà âm 3. B phải là bằng âm 9. Đây là cái bài số 1 nhá, à bài số 3. Chúng ta chuyển qua bài số 4 này. Hàm số y bằng x bình cộng bx cộng c. À, xác định các hệ số BC biết rằng trục đối xứng x bằng 2 và đi qua điểm M tọa độ là 0, 3. Đấy. Chúng ta chép lại bài số 4. Hàm số y bằng x bình cộng bx cộng c. Rõ ràng đây là hàm số bậc 2 bởi vì hệ số của x bình đây là 1 là khác 0 rồi. Chắc chắn là hàm số bậc 2. Do đó, đồ thị của nó là parabol cho nên thầy ký hiệu là P là parabol. Và chúng ta biết là trục đối xứng họ cho là x bằng 2. Đấy, và họ cho cái gì nữa? Họ cho đi qua M tọa độ là 0, 3. Đấy. M có tọa độ 0, 3. Thì chép lại các cái thông số thôi. Bây giờ cái điều kiện thứ nhất này. Vì parabol có cái trục đối xứng là x bằng 2. Đấy. Thì chúng ta suy ra điều gì? Chúng ta biết là cái parabol là của hàm số y bằng x bình cộng bx cộng c này, thì trục đối xứng bao giờ x là bằng âm b trên a, âm b trên 2a. Âm b trên 2a thì chúng ta thấy âm b đây thì b b đây rồi, vậy âm b trên 2a mà a đây là mấy? A đây là 1. Vậy thì trên 2a phải là 2 nhân 1 là bằng 2. Đấy. Mà theo giả thiết thì nó lại bằng gì? Bằng 2 đây này, x bằng 2. Vậy thì rõ ràng cái này bằng 2. Và từ đây thì chúng ta có thể tìm ra được đó là b sẽ là bằng âm 4. Đấy, chúng ta giải nhanh đây này. Âm b, chúng ta dựa cái điều kiện này. Ta giải âm b sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 4. Vậy thì đổi dấu b bằng âm 4. Thế ta ra được b nhá. Đấy, ra được b rồi. Thì chúng ta đóng khung ngay cái b kết quả đây để ra. Bây giờ ra được b rồi, chúng ta cứ thay vào hàm số đi. Vậy thì suy ra hàm số y bằng x bình b cộng b cộng c, b bằng 4 thì đây là trừ đi 4x cộng c. Đấy, cộng c chưa biết để ra parabol này. Đây là cái điều kiện thứ nhất là parabol có trục đối xứng là x bằng 2. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái ý thứ hai là chúng ta thấy parabol phải đi qua cái điểm M tọa độ 0,3. Vì parabol P đi qua cái điểm M có tọa độ là 0,2. Do đó cái điểm M này, cái tọa độ của nó phải thỏa mãn cái hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng c này. Vậy thì nó thỏa mãn thì chúng ta thay cái tọa độ này vào cái hàm số này. X thì thay bởi 0, y là thay bởi 2. Đấy. Hoành viết trước tung viết sau nha, bạn nhớ thế. Vậy thì thầy sẽ suy ra là thay y là bằng mấy đây? Bằng 2. Đấy, 2 bằng x thì thay bởi số 0 đây này. Đấy, 0, 0 bình trừ đi 4 nhân 0 cộng với c. Thì từ đây rõ ràng ta tìm được là gì đấy? 2 này bằng này. 2 không rồi mất này, cái này không mất là còn mỗi c 2 bằng c thì viết luôn là gì? C bằng bằng 2. Đấy, vậy ta tìm được C bằng 2. Thôi, không phải thay vào hàm số, người ta không bắt tìm hàm số, người ta chỉ tìm B và C thôi thì ta kết luận luôn đi nhá, B bằng âm 4, C bằng 2. Vậy, ta tìm được B là bằng âm 4 và ta tìm được C là bằng 2. Đấy, yeah, bài toán đã được giải quyết xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cái bài xét tính chẵn lẻ này. Đấy, thì sẽ có cái đề ra phía ngoài này nha.
Bài số 5 là xét tính chẵn lẻ của cái hàm số đây. Thế này nha. Thế thì cái bài này cũng đơn giản thôi. Chúng ta nhớ hai cái điều kiện và hàm số tập xác định phải đối xứng qua số 0. Tức là với mọi x thuộc D thì kéo theo âm x cũng phải thuộc D. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai là f tại âm x mà bằng fx thì sẽ cho là hàm chẵn. Mà nếu thay cái điều kiện đó, số 2, f tại âm x mà bằng trừ fx thì sẽ cho kết quả là hàm lẻ. Thì cái này thầy nói nhiều rồi. Bây giờ chúng ta giải quyết luôn nhé. Chúng ta có này. À, điều kiện thì x bình cộng 2, đây là cái mẫu đấy x bình cộng 2 nhá. Đây thì viết lại cái này nó hơi thiếu. X bình cộng 2 đây nhá. Thì ở đây hàm số này không có căn, chỉ có mẫu thôi. Vậy thì mẫu phải khác không? Điều kiện mẫu phải khác không? Thì ta thấy này, bản thân cái x bình này bao giờ lớn bằng không với mọi x. Cái số 2 này 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 là số gì? Số dương. Vậy thì chắc chắn là cái vế cái x bình cộng 2 này luôn luôn dương, cho nên nó khác không này thì là nó là luôn đúng với mọi x thuộc R, đúng chưa? Và chính vì nó luôn đúng với mọi x thuộc R, vậy thì do đó ta có tập xác định D là bằng R. Thế mà tập xác định D bằng R thì chắc chắn ta sẽ suy ra được điều kiện với mọi x thuộc D thì kéo theo âm x cũng phải thuộc D. Đấy, điều kiện một là rất là tốt, đúng vào cái điều kiện một thỏa mãn hàm chẵn hoặc hàm lẻ nhá. Bây giờ chúng ta xem cái điều kiện số 2, xem f tại âm x bằng cái gì. Thì chúng ta xét f tại âm x. F tại âm x tức là trong cái hàm số này này, ở đâu có x ta thay bởi âm x nhá. Các bạn hiểu, tại vì cái này này, bản thân cái này là các bạn hiểu nó là fx. Đấy, y bằng cái hàm số này tức là y bằng fx. Thế thì bây giờ f tại âm x thì sao? Ta nhìn ở đây, ở đâu có x ta thay bởi âm x nhá. Ở đây là trị tuyệt đối này, thì là x mũ 3 cộng 1, x mũ 3 tức là âm x mũ 3. Đấy, tất cả mũ 3 cộng 1 trừ đi cái này cũng thay x thay bởi âm x, vậy là âm x tất cả mũ 3 trừ 1 đóng ngoặc vào. Đấy, đóng trị tuyệt đối vào trên x bình cộng 2, đây là x bình nhá các bạn nhá, đây này. Đây là x bình cộng 2. Vậy thì ở đây thầy sẽ viết là âm x tất cả bình cộng 2. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi xem cái f tại âm x này nó bằng cái gì nhá. Cái này có thể viết cái này nó ra ngoài này cho nó dễ, nó thoáng nhá. Cái này sẽ bằng cái gì? Chúng ta thấy này, đây là mũ 3 và đây là âm. Vậy thì âm x tất cả mũ 3 cũng chính là trừ của x mũ 3. Đấy, cộng 1 trị tuyệt đối này. Trừ đi cái này cũng thế này, trừ x mũ 3 tức là trừ x tất cả mũ 3 tức là trừ x mũ 3 trừ 1. À, trên trừ x mà đem bình phương lên, đây là mũ chẵn cho nên dấu âm này cũng mất đi, vậy là chỉ còn x bình cộng 2 thôi. Đấy, bạn hiểu như thế nhá. Mũ chẵn cho nên là âm x bình cũng là x bình, thế còn mũ lẻ thì là âm x mũ 3 thì là trừ x mũ 3. Đấy, và cái này sẽ là bằng gì? Chúng ta sẽ đặt dấu trừ ra ngoài, ở trong cái trị tuyệt đối này ta đặt dấu trừ ra ngoài thì mở ngoặc này, thì còn x mũ 3 trừ 1 chúng ta phải đổi dấu đi, trừ đi trị tuyệt đối, cái này cũng đặt dấu trừ ra ngoài, trừ đi x mũ 3 cộng 1 là phải đổi dấu, đặt dấu trừ ra mà đúng không? Đấy, các bạn thấy đặt dấu trừ của cái biểu thức trong trị tuyệt đối ấy, còn cái trị tuyệt đối bên ngoài thì để nguyên nhá. X bình, cái này là x bình trừ x bình cộng 2. Đến đây thì ta sẽ áp dụng cái công thức đó là gì nhỉ? Các bạn nhớ không? Trị tuyệt đối của âm A thì cũng bằng trị tuyệt đối của A. Đấy. Áp dụng cái này vào thì ta sẽ được này, mất cái dấu trừ này rồi. Đấy, vậy thì cái này chỉ bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 1 trừ đi trị tuyệt đối của cái này là x mũ 3 cộng 1. Tất cả trên. Cái này sẽ là x bình cộng 2. Thì các bạn thấy ở đây là x mũ 3 trừ 1 trị tuyệt đối trừ đi x mũ 3 cộng 1 trị tuyệt đối thì nó ngược cũng ngay này đúng không? Đấy, vậy thì đây này, cái này nó là trị tuyệt đối của tổng trước này trừ đi trị tuyệt đối hiệu, mà cái này lại là trị tuyệt đối của hiệu
trừ chi đối tổng. Cái mẫu thì giống nhau rồi nhá. Đấy. Thì lại các bạn áp dụng cái công thức là nếu như a mà trừ đi b thì ta có thể thay bằng trừ của b trừ a, tức là tôi đổi dấu đấy. Đấy. Cái này phải viết cái màu khác đi. Để các bạn hình dung ra đây nhá, cái này là a trừ b thì bằng trừ của b trừ a. Đấy, áp dụng cái công thức này nhá. Thì áp dụng vào đây ta lại bằng đặt số trừ ra ngoài thì sẽ còn là đấy, đổi dấu hai này. Đáng nghe thay cái chỉ đối của chia hiệu này trừ chỉ đối tổng thì bây giờ thành chỉ đối tổng trừ chỉ đối của hiệu. Đấy, trên cái mẫu chung là gì, x bình cộng 2 vẫn thế. Thì chúng ta thấy nhá, không kể cái dấu trừ này thì cái hạ dấu trừ này xuống nhá, không kể dấu trừ này thì cái phần này này, đấy, cái phần này ta thấy nó y hệt với cái hàm số ban đầu cho này. Đấy, vậy thì cái đoạn này nó chính là fx, do đó đây là bằng trừ của gì, trừ fx a điều kiện hai. À vậy thì ta trả lời vậy, f tại trừ x chắc chắn là bằng trừ fx a điều kiện số hai. Thế thì với cái điều kiện số 1 này, với x thuộc d rút ra âm x cũng thuộc d, đây là một là cái hàm giải tập xác định đối xứng qua số 0 này. Ngoài ra lại có cái điều kiện hai này nữa, f tại âm x bằng trừ fx à, với mọi x thuộc thuộc d. Vậy thì kết luận, vậy từ 1 và 2 suy ra cái hàm số ban đầu y bằng f(x) bằng trị từ lúc có x mũ 3 cộng 1 trừ đi trị đối x mũ 3 trừ 1 trên x bình cộng 2 là hàm lẻ, hàm số lẻ. Đấy, thế là xong. Thì cái phần hàm số chẵn số lẻ thì phải đã chưa nhiều rồi, cho các bạn tham khảo cái cách làm thôi, chứ còn các cái tiêu chuẩn để một hàm số là hàm lẻ hay là hàm số chẵn thì các bạn biết hết rồi nhá. Đấy. Như vậy là thầy đã giới thiệu xong với chúng ta cái mấy cái bài toán liên quan đến hàm số của lớp 10. Các bạn cố gắng ôn tập, có phần nào không hiểu thì gửi bài thầy sẽ hướng dẫn nhá. Chúc các bạn học tập tốt. Chào tạm biệt các bạn nha.